Ok, xin chào các bạn, và tôi Nguyễn Tục Sơn, tôi quay trở lại với các bạn ở đây. Và trong cái video này thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật về trong cái thời gian vừa qua thì tôi đã làm gì trên cái tài khoản Clickbank mới nhất của tôi, về chủ đề mà tôi đang xây dựng, đó là về Keto, đúng không nào? Thì trong cái thời gian vừa rồi thì khoảng 2 tuần thì tôi đang có chuyển văn phòng và rất là nhiều cái công việc bận rộn khác, nên bởi vậy là cái kênh này mình chưa có thời gian để mình tập trung nhiều vào nó. Tuy nhiên rằng bạn cũng có thấy này, cũng có traffic đổ vào cái kênh mà tôi đang xây dựng, đó là về chủ đề cooking với cả keto, đúng không nào? Đó. Thì đây là một vài những cái cập nhật mà tôi sẽ cho các bạn nhìn thấy được rằng là hiện tại thì Nguyễn Tùng Sơn đang làm gì. Thì hiện tại là cái traffic mà tôi đang xây dựng và đang sử dụng ở đây là có 3 cái traffic, đúng không nào? 3 traffic. Thì traffic đầu tiên mà tôi đang làm đó là về Instagram. Đây thì tôi show cho các bạn coi cái tài khoản Instagram của tôi tới điểm hiện tại là được 139 lượt follow. Trong khi đó thì tôi đi follow khoảng 590 người. Thời gian gần đây thì mình không có quá nhiều cái mình khá là bận rộn nên nó mình không có thời gian để mình đăng bài, không có thời gian để mình đi follow mới, nên nó mới chỉ được như vậy thôi. Còn bên cạnh đó thì rất là nhiều người bạn coi những cái video của Sơn và làm theo thì bắt đầu đã có sale rồi các bạn. Đây. Thì ai mà đã có sale rồi ấy thì inbox của Sơn hoặc để khoe cái kết quả mình đã làm được nha. Đó, thì thời gian vừa rồi có một vài bạn inbox của Sơn và khoe để thấy là anh Sơn ở đây có phải là sale hay không nữa chứ. Có nhiều người bạn cũng hỏi như vậy, không biết rằng ở đây có phải sale hay không, đã bán được hàng hay chưa. Đó, thì bạn nếu bạn đã bán được hàng rồi hãy nhớ inbox của Sơn và chụp cái màn hình mà bạn đã ra sale được nhá. Đấy, hoặc là bạn cũng có thể tham gia vào trong cái group trở thành chiến binh Affiliate Marketer cùng với cả Sơn PS. Thì các bạn xin vào tham gia vào cái nhóm đi, xong đó Sơn sẽ xét duyệt. Thì bạn cũng có thể đăng bài vào trong đây về cái kết quả mà mình đã đạt được nhé các bạn. Đấy, thì cái kênh traffic đầu tiên mà Sơn đang xây dựng đó là về Instagram. Thì các bạn cái chiến lược Instagram ở đây chúng ta đều nắm được rồi, đúng không? Follow và đi follow back, follow và follow người khác thì người khác sẽ follow ngược lại mình. Nhưng các bạn hãy nhớ rằng nếu như tài khoản của mình mới tạo từ đầu thì chúng ta hãy nhớ là chúng ta làm từng bước thôi, làm dần dần thôi, làm từng chút một thôi đó, chứ không thì nó sẽ bị block một vài cái tính năng. Nhưng giả sử đi, nếu như lỡ nó bị rồi thì sao, thì chúng ta cứ làm những cái việc khác, ví dụ chúng ta đăng bài post, ví dụ như chúng ta đi like bài người khác, không? Hoặc chẳng may thì cái tài khoản đó bây giờ chúng ta bị không có cái tính năng nào đi, được không, thì chúng ta có thể tạo một tài khoản mới nữa. Thì cái kế hoạch ở đây là chúng ta hãy nhân bản cái tài khoản Instagram lên. Ví dụ như là Sơn sẽ có khoảng vài chục cái tài khoản Instagram khác nhau. Nhưng trong video này thì Sơn không có thể nào mà chia sẻ cho các bạn cách làm sao chúng ta nuôi được tài khoản Instagram được. Đó, thì các bạn cần nó phải làm tay trước. Hãy nhớ này, thời gian đầu hãy làm tay trước, đừng dùng tool. Nếu các bạn dùng tool thì chắc chắn nó sẽ bị rất nhiều những cái chết tài khoản, dẫn đến chết tài khoản mà chúng ta không có thể nào kiểm soát được nha. Rồi, cái kênh số 2 mà Sơn đang xây dựng đó là về Pinterest. Pinterest đó. Thì cái pin này nó rất là hay, tài khoản mà các bạn chỉ cần nó tạo được một vài ngày thôi, sau đó các bạn đi tạo ra được rất nhiều cái ảnh khác nhau. Ví dụ nha, bây giờ là Sơn có 4012 GB rồi này. Khá là lâu rồi mình không có thời gian để mình vào trong cái này để mình làm tiếp. Nhưng ví dụ nha, bây giờ mình vào cái bảng đây. Thì cái kế hoạch của chúng ta là mỗi ngày chúng ta tạo ra một cái bảng mới, và sau đó thì chúng ta trong cái bảng đó thì chúng ta có thể tăng được cái số ghim lên, cái số pin lên. Đó, cái ghim này là chúng ta lấy cái hình ảnh từ những cái hình ảnh của người khác đó, nên á, ví dụ như bây giờ các bạn vẫn chưa nắm được cái điều mà Sơn đang chia sẻ với các bạn á, thì các bạn đã cần trở lại cái kênh YouTube của Sơn là Sơn PS đây, nhớ đăng ký và chọn hình của chuông nha các bạn. Đó, thì các bạn hãy xem những cái video trước mà Sơn đã chia sẻ cho các bạn hết rồi. Một là các bạn có thể bấm vào mục video ở đây, hoặc là bấm vào mục danh sách phát, và chúng ta tìm ở trong hai cái danh sách phát này này các bạn, dành cho người mới bắt đầu với Clickbank và hành trình Zero to kiếm được 1.000 đô một ngày. Đó, thì các bạn coi hai cái danh sách phát này để các bạn nắm được cái cơ bản nhất những cái điều mà Sơn đang chia sẻ. Còn trong video này thì mình đang cập nhật những cái tiến độ mà mình đang làm thành công. Đó, thì các bạn thấy này, trên cái Pinterest đây là mình có 540 người xem trong cái tháng vừa rồi rồi. Đó, mà nó tiếp tục, nó vẫn còn tăng lên nữa nha, vẫn tiếp tục tăng lên. Đó, thì cái công việc mà chúng ta cần phải làm trên cái Pinterest mỗi ngày ở đây này, ví dụ giả sử đi mình đang làm là cái keto diet ở đây, đúng không, mình tạo rất nhiều cái bảng khác nhau này các bạn, bạn thấy không, mình tạo rất nhiều cái bảng, có 40 bảng rồi đấy. Thì cứ mỗi ngày mình vào mình bấm phần mục thêm ý tưởng ở đây,
thì nó sẽ tự chọn nó cho mình những cái mục ý tưởng mà nó liên quan đến cái chủ đề là keto diet ở đây nhá các bạn. Sau đó chúng ta bấm lưu này. Pinterest thì mình làm rất là nhanh. Pinterest là mình làm rất là nhanh, thậm chí có một có những cái ngày mà các bạn mình làm mình pin khoảng 1.000 cái ảnh mới rất bình thường. Nhưng mình hãy nhớ là mình chia cái khoảng cách ra, thời gian ra, đừng có làm quá liên tục nha. Ví dụ là chúng ta làm nó được khoảng 3-40 cái hoặc thậm chí 100 cái cũng được, cái Pinterest thì nó dễ hơn. Đó. Ví dụ như mình làm được khoảng 100 cái đi, xong sau đó mình nghỉ nó. Đó, sau đó thì một vài giờ sau mình lại quay lại. Thì một ngày như vậy Sơn có thể là ngày nào rảnh mình có thể làm được 1.000 đến 2.000, thậm chí là khoảng khoảng như vậy, 1.000 đến 2.000 cái ảnh mới như vậy đó các bạn. Rồi nhá. Đó thì đó là cái cách mà chúng ta đang làm với Pinterest. Thì bây giờ là khi mà có nhiều người người ta theo dõi đây rồi này thì người ta sẽ bấm ngược trở lại vào cái trang Instagram của mình. Ở đây thì mình không có điều hướng tới trang bán hàng mà mình đã điều hướng tới cái trang Instagram không, để người ta có thể coi được thêm những thông tin trên Instagram ở đây. Và sau đó thì nếu như người ta có nhu cầu thì người ta sẽ bấm vào trên cái đường link affiliate mà mình đang để ở đây nè. Đó thì nó sẽ dẫn tới cái đường link affiliate, đây chính là cái trang bán hàng của chúng ta. Nên nó có một vài anh chị em chưa có hiểu là tại sao cái này thì mình bán được hàng như thế nào. Đó thì bây giờ là mình cần phải coi những video cũ trước nha, phải coi video trước. Ở đây đang là cái tiến tiến trình mà mình đã đi khá là xa rồi nên các bạn cần phải coi hết những video này. Thì có nhiều bạn đó mình rất là tâm huyết đúng không, thậm chí là cả ban đêm không ngủ. Ở đây có ai ban đêm không ngủ để mình coi hết những video của Sơn chia sẻ không nào? Đó. Thì có rất là nhiều anh chị em inbox Sơn bảo là ô anh Sơn đêm qua em chưa ngủ, bây giờ em vẫn đang coi video của anh đây. Nó rất tuyệt vời, mình cảm thấy quá hào hứng đấy các bạn. Rồi nhá, mình đã chia sẻ các bạn hai cái kênh mà mình đang làm và hiện tại là cái follow đều tăng lên rất là ok. Thì trong những video sau á thì Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm sao đó chúng ta có thể tăng được cái lượng follow này lên. Có thể đây không phải là chúng ta không cần phải hack, nhưng cái follow này á, nó tạo ra rất là nhanh các bạn, tạo rất là nhanh mà nó sẽ tăng được cái độ uy tín trên cái trang Instagram của các bạn đó nha. Bạn có muốn là làm sao đó có thể tăng được lên 1.000 lượt follow nhanh chóng không, ngay cả khi tài khoản của bạn là mới hoàn toàn, tăng 1.000 lượt follow nhanh chóng đó. Nếu như các bạn muốn học cái này thì các bạn comment là tôi muốn học cách tăng 1.000 lượt follow nhanh chóng phía bên dưới cái video này nha, để Sơn biết rằng các bạn đang quan tâm chủ đề đó thì Sơn sẽ dành thời gian Sơn quay đó. Pinterest thì mình cũng có cái lượt xem này, đây mình có thể bấm một cái mục phân tích ở đây nhá. Nếu như bạn đã chưa chuyển đổi cái Pinterest của bạn nó thành tài khoản Pinterest doanh nghiệp thì các bạn hãy đổi qua nhá. Đây rồi, tuyệt vời, các bạn tăng thẳng đứng này. Mà trong khi đó là mấy ngày vừa qua là mình chưa có thời gian để mình vào trên Pinterest để mình làm bất kỳ cái gì các bạn đó. Thì bây giờ này có một ngày nó có tăng hiển thị đến 623 lần hiển thị trên cái trang của mình đó. Đây là cái quá trình mà tăng theo ngày nhé các bạn, đây là tăng theo ngày này đó, trong một ngày thôi tăng được 623 lượt hiển thị, tỷ lệ tương tác rất cao đúng không các bạn. Đó thì ở đây là chúng ta cũng để xem biết được rằng là những cái bài nào mà nó giúp chúng ta tăng được lên lượt hiển thị nhiều như vậy ở phía bên dưới này đó. Đây các bạn đã sử dụng bằng máy tính thì các bạn sẽ nhìn thấy được những điều này nhá. Bên cạnh đó này chúng ta bấm vào phần lượt tương tác, lượt tương tác thì chúng ta cũng biết được rằng là có bao nhiêu lượt tương tác, ví dụ là lượt tương tác họ ghim lại cái bài của mình, họ repost lại cái bài của mình đó các bạn, thì đó gọi là lượt tương tác nha. Rồi cập nhật cho các bạn nắm được hai kênh mà Sơn đang chạy khá là ok nhá, Pinterest và Instagram. Và cái mục tiêu của mình ở đây là hai kênh này thì mình luôn luôn mình làm đều mỗi ngày, mỗi ngày mình vào mình follow mới, mỗi ngày mình vào mình đăng bài viết mới lên đúng không, rồi xong mình đi live dạo chẳng hạn để mình tương tác với những khán giả họ đã follow theo mình rồi. Ok. Rồi kênh mới gần đây mà mình đang xây dựng ra, các bạn có quan tâm cái kênh mà Sơn đang xây dựng không nào? Đó là mình đang có một kênh YouTube mới về chủ đề về keto luôn. Và kênh này thì mình đang đang đăng lên đó theo cái trình tự là một ngày mình đăng lên 3 video mới. Rồi cho các bạn coi cái kênh của Sơn đây nhá. Một ngày mình đang đăng lên 3 video mới. Đây, Keto Change My Life Easy. Đây, Keto Change My Life Easy. Đó, mấy kênh này nó đều giống nhau hết về cái tên mà mình muốn đặt để cho nó có sự đồng nhất. Đó, Keto Change My Life Easy. Đó. Ok nhá. Đấy thì có gì là mình đã show hết cho các bạn để các bạn biết được rằng những cái điều mà mình đang làm gần đây. Đó, mình đang cập nhật cho các bạn. Thì video mới đăng được vài ngày thôi nhưng bắt đầu đã có lượt xem. Đây là lượt xem tự nhiên nha các bạn. Đó, và Sơn chưa có bấm vào xem mấy cái video này thì chắc chỉ có một hai click đầu tiên mình bấm vào thôi nhưng bắt đầu đã có lượt xem tự nhiên rồi. Rồi rất tuyệt vời luôn, rất là đáng mừng. Đó, những cái này làm rất là nhanh nha các bạn. Các bạn nếu mà các bạn quan tâm về cái cách để mình đã làm được những video kiểu như vậy
thì hãy comment với là dạy tôi cách làm video Sơn ơi. Đó chẳng hạn như vậy, các bạn comment phía bên dưới để Sơn biết rằng các bạn đang quan tâm về chủ đề nào, thì lúc này thì Sơn mới dành được thời gian để Sơn quay video đó trước được các bạn. Đây nhá, mình bấm vào phần tùy chỉnh kênh này, thì trong này là Sơn đã làm được rất là nhiều video rồi các bạn ơi. Mình làm rất là nhiều video rồi. Và sau đó mình cứ đặt lịch, một ngày mình đã đăng lên 3 video vào đúng thời gian vàng. Đó. Các bạn thấy không? Trên kênh YouTube của Sơn làm được rất là nhiều video rồi, mấy chục cái video rồi nha. Cứ một ngày mình đăng lên 3 video, một ngày đăng 3 video mà nó tự động nó đăng lên các bạn, mình không cần nó phải cứ ngồi mình canh chừng. Đó. Cứ một ngày tự nhiên nó đăng lên cho mình 3 video. Mình đã chọn phần hẹn giờ video đó các bạn. Ok nhá. Thì đây là cái bí quyết mà mình đang xây dựng cái kênh YouTube. Thì sau này á là khi mà nó bắt đầu có lượt xem rồi thì bây giờ mình sẽ điều hướng cái người xem đó để họ follow trên Instagram, để họ sẽ follow của mình trên Pinterest, và họ bấm vào cái đường link phía bên dưới phần mô tả, đó là phần trang bán hàng của chúng ta, đúng không nào? Đó, thì bây giờ là chúng ta cần phải có một cái kế hoạch để chúng ta bắt đầu chúng ta xây dựng cái kênh YouTube của mình rồi. Đây nhá, mình sẽ cho các bạn coi thử một cái video mẫu để các bạn nhìn thấy được rằng cái chủ đề mình làm như thế nào, rất tuyệt vời các bạn. The keto diet to be a game changer or a lifesaver, a newly released study raises questions about its ability to cause type 2 diabetes. The study, which was conducted on mice, evaluated the keto diet. The keto diet is a low carb, high fat phases could boost the risk. Ok nhá, cho các bạn nó coi mẫu như vậy thì các bạn đã nhìn thấy được cái điều gì ở đây không? Đầu tiên á là video của mình á là nó có chữ. Có chữ ở đây, nó chữ chạy đúng không? Cái thứ hai là nó có hình ảnh, video luôn, có cả video này. The type 2 diabetes. The science behind keto. Có video, và cái thứ ba là nó có giọng đọc người Mỹ, người ta đọc cho mình. Đó, và các bạn có muốn học cách làm video như vậy không nào? Ở đây ai trong số các bạn muốn học cái video kiểu như vậy? Thì cái mà Sơn làm ra như vậy á, nó chỉ mất khoảng 2-3 ngày thôi. Mình đã làm được khoảng vài chục video rồi. Đó, các bạn thấy không? Làm rất nhanh nha các bạn, làm rất nhanh cho mình đăng tự động lên. Nhưng nếu ví dụ như bây giờ các bạn có nhiều thời gian đi, một ngày bạn đăng lên 10 video không phải là 3 video giống như Sơn, thì chắc chắn rằng cái thành quả nó sẽ đến với các bạn nhanh hơn rất là nhiều. Được chưa? Thì sau này bây giờ là cái kênh này là kênh mới nên mình chưa có cập nhật gì ở đây hết. Nhưng sau này á là phía bên dưới này này mình sẽ cập nhật, nó là đường link Instagram, đường link Pinterest và đường link bán hàng của mình. Ví dụ như mình có Facebook thì mình sẽ điều hướng Facebook nữa. Được chưa? Thì đó là cái cách mà chúng ta sẽ làm về sau này. Thì các bạn hãy đón chờ những video sau này nữa để Sơn sẽ cập nhật thêm cho các bạn. Thì trong video này mình chỉ giới thiệu được như vậy thôi. Được chưa? Rồi nếu như bạn quan tâm về cách để mình xây dựng một kênh YouTube và cách để tạo ra một video content giống như Sơn đang làm, thì các bạn hãy comment phía bên dưới là chỉ tôi cách làm video giống Sơn. Được chưa? Rồi bây giờ này, một vài cái kênh mà mình đang nghiên cứu để mình triển khai. Một á, là mình sẽ sử dụng free traffic từ Facebook Group. Facebook Group là một cái kênh mà Sơn đã từng chỉ cho rất là nhiều anh chị em học viên trong lớp học chuyên sâu, lớp học huấn luyện chuyên sâu này của Sơn. Thì anh em đăng vào group bằng tiếng Anh, mình chỉ cho các bạn cách để mình sử dụng content luôn, trong khi mình không cần phải biết bằng tiếng Anh. Thì khi mà đăng vào trong cái group của nước ngoài á, thì nó có hàng trăm lượt comment các bạn. Mà mỗi ngày như vậy mình có thể thu hút được hàng trăm lượt khách hàng tiềm năng để họ vào trong cái trang bán hàng của mình. Có hàng trăm lượt click, mà đây là một chiến lược hoàn toàn miễn phí nha các bạn, free traffic. Bạn hãy tưởng tượng mà xem, nếu như bây giờ một ngày mà chúng ta có 100 lượt click, mà mỗi lượt click đó chúng ta chi trả ra 0.3 đô thì chúng ta phải mất $30 đúng không? Nhưng ở đây là Sơn chỉ cho các bạn sử dụng free traffic. Sau đó từ free traffic này các bạn có thể điều hướng về Instagram, về Pinterest, về YouTube của các bạn để có người xem. Đó. Cứ rất tuyệt vời các bạn đó. Thì đây là cái cách mà Sơn đang chỉ cho những anh em trong lớp huấn luyện Clickbank chuyên sâu. Nhưng tại sao lại Sơn không có share được hết ra bên ngoài? Bởi vì sao? Đơn giản một điều rằng nếu ví dụ bây giờ Sơn đang làm cái ngách A đi, ngách A đi. Không, ngách A là bí mật nha. Không, nhưng ví dụ bây giờ Sơn share cho hàng nghìn người thì chắc chắn rằng là nó sẽ bị vỡ luôn cả cái thị trường đó. Nên đó là lý do tại sao mình không thể là chia sẻ miễn phí hết được là cái ngách mà mình đang làm cụ thể là gì, hoặc là cái cách mình đang làm cụ thể là gì. Mình chỉ có thể chia sẻ được cho anh em trong chương trình huấn luyện Clickbank chuyên sâu đủ thôi. Nên các bạn hãy tìm hiểu về chương trình này, và lời khuyên là các bạn nên tham dự vào chương trình này để các mình học một cách chuyên sâu hơn. Đó, và lần trước Sơn cũng có nói với các bạn một cái video rất tuyệt vời, đó là free traffic thì có kiếm được tiền hay không. Các bạn chưa xem video này thì các bạn hãy xem video này đi nhé. Free traffic có kiếm được tiền hay không?
thực sự chia sẻ với các bạn kiếm được rất nhiều tiền, và Sơn đã từng biết được những người mà kiếm được 10.000 đô la, 20.000 đô la và thậm chí là trên 30.000 một tháng từ free traffic nha các bạn. Từ free traffic, mà đặc biệt này, free traffic thì các bạn không cần phải tốn tiền quảng cáo, nên 30.000 đô la đó thì đó là lợi nhuận luôn, đó là thu nhập luôn. Còn nếu như bây giờ ví dụ bạn chạy quảng cáo đi, bạn đã được 30.000 đô la từ quảng cáo đúng không, thì đó chỉ là doanh số thôi. Có thể đâu đó bạn chỉ được khoảng 7.000 hoặc cùng lắm nó khoảng 7.000, khoảng tới 10.000 đô la thu nhập thực sự đó, các bạn hình dung không, nó sự khác biệt nhau hoàn toàn. Rồi một cái kênh nữa mà mình chuẩn bị, mình cũng có thể nghiên cứu thêm để mình sẽ demo cho các bạn, và mình sẽ quay những video bài học bài giảng để chia sẻ cho các bạn cách làm. Thì thực sự những cái kênh nào mà Sơn đã làm rồi thì Sơn mới chia sẻ cho các bạn, chứ mình không có chia sẻ lung tung nhá. Rồi thì đó là Facebook Ads đó. Và bên cạnh đó thì Sơn cũng sẽ nghiên cứu về Instagram influencer. Ok chưa? Rồi đến cuối video này thì sẽ có quà tặng dành cho những cái ai mà họ kiên trì coi tới phút thứ 15 ở đây, thì Sơn sẽ có hai cái phần quà cho các bạn. Thì cái đầu tiên vừa nãy mình giới thiệu rồi đó, như lời hứa ban đầu là các bạn cần là Sơn cũng tạo ra một cái group để anh em vào đây, anh em có thể là học tập vào đây, trao đổi và được sự hỗ trợ của Sơn. Sơn sẽ hướng dẫn cho anh em cách làm ở trong group này, lâu lâu có những thông tin gì mới Sơn sẽ đăng vào trong group, được chưa? Anh em sẽ có thể đặt câu hỏi ở trong này. Rồi đây là cái phần quà đầu tiên dành cho anh em nhé, anh em rất tuyệt vời không nào. Mình hãy bấm vào nút tham gia vào trong group đấy, thì Sơn sẽ xét duyệt cho các bạn. Và cái phần quà thứ hai thì sẽ còn tuyệt vời hơn rất nhiều đó, phần quà thứ hai mà còn tuyệt vời hơn rất nhiều. Mà cái phần quà thứ hai này thì mình đang bắt đầu triển khai thôi, đang bắt đầu triển khai. Thì trong video tới thì Sơn sẽ làm cái video nó chi tiết hơn, hướng dẫn cho anh em từng bước, từng cách làm một để làm sao tham dự vào một chương trình đặc biệt. Đây là chương trình sẽ trị giá là khoảng 3 triệu đồng, nhưng nó sẽ là miễn phí cho anh em nha. Miễn phí cho anh em. Anh em quan tâm cái này không? Chương trình này là chương trình là học Clickbank cơ bản dành cho người mới bắt đầu, và nó trị giá là 3 triệu. Đó thì nhưng Sơn sẽ miễn phí cho anh em. Đó, miễn phí cho anh em. Đây, thì bây giờ sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mình tham gia vào trong chương trình học nha các bạn. Rồi để anh em tham gia vào trong chương trình học thì đây là cái giao diện mới mà Sơn đang xây dựng nhá. Cái chương trình này là chương trình giảm phí, trả phí này. Chương trình trả phí 1.997 đô, thì anh em tự không cần quan tâm chương trình này. Được chưa? Không cần quan tâm chương trình này. Đó, không cần nó phải bấm vào đây, được chưa? Mà anh em mới chỉ cần là coi quan tâm cái chương trình này này, học Clickbank cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Thì cái này là Sơn đang xây dựng cái module khóa học dần dần nhá. Đây, thì có module nó sẽ như sau này. Mình sẽ giới thiệu về cái chương trình này cơ bản như thế nào. Cái số 2 đó là mình sẽ cho anh em biết rằng là affiliate và Clickbank dành cho người mới nha. Thì cái chương trình này là cái chương trình nền tảng, anh em cần phải trải qua nó, chương trình huấn luyện này. Nó quy trình từng bước làm Clickbank từ A đến Z. Clickbank 2019 còn kiếm được tiền hay không, hay là cách tạo tài khoản Clickbank, cách chọn nó sản phẩm tiếp thị với Clickbank. Rồi tiếp theo này, ở trong video này thì mình sẽ cập nhật tất cả những cái video, những cách về traffic để quảng bá với Clickbank, ví dụ như là về Instagram, về Pinterest, về Facebook group, về Bing Ads, rồi rất là nhiều, về YouTube. Đó, thì ở đây là mình đang cập nhật tất cả những cái traffic, thì sau này mình sẽ cập nhật thêm vào trong này. Đây là chương trình hoàn toàn miễn phí cho anh em nhé. Cái cách mà anh em đăng ký như sau này, anh em chỉ cần là để xem nào, mình sẽ bấm vào đây để mình tham dự chương trình này, là chương trình miễn phí, bấm vào đây để tham dự khóa học miễn phí. Sau đó thì khi mà anh em bấm vào để tham dự khóa học miễn phí đó, thì mình hãy điền tên, email và tài khoản password của mình. Các bạn tự đăng ký vào đây nhá. Thì khi mà các bạn đăng ký hết rồi thì tự nó sẽ kích hoạt cho các bạn một cái tài khoản để các bạn được đăng nhập vào được học chương trình miễn phí này. Rồi, ok. Thì cái đường link để các anh em vào trong chương trình học này á, thì một là anh em có thể vào cái đường link như ở trên hình, hoặc hai là hãy bấm vào đường link phía bên dưới mô tả video này, thì tôi sẽ để lại cái đường link video để anh em bấm vào nhá, để anh em có thể tham dự vào trong chương trình học Clickbank cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Lớp học này là lớp học miễn phí và tôi muốn dành tặng tới cho anh em, được chưa? Rồi, thì cảm ơn anh em đã xem video này. Có một vài cái mà anh em mới nhớ này. Bí mật ở cái cuộc hành trình ở đây, đó chính là một cái sự kiên định, đó, kiên định với cái mục tiêu của mình, và mình nhất quán mình làm cái việc đó mỗi ngày đều đặn. Đó, và cái bí mật của cuộc hành trình này, anh nhớ là không bao giờ bỏ cuộc. Đó, mình phải có một cái niềm tin tuyệt đối vào bản thân. Và anh em, nếu như trong video trước anh em chưa đăng lên Facebook để mình cam kết á, là tôi nhất định sẽ kiếm được ít tiền sau y thời gian,
và tôi nhất định làm được đó. Thì nếu như anh em chưa đăng cái này lên Facebook thì ngày hôm nay coi video tới đây rồi thì anh em cần phải cam kết với chính bản thân mình và đăng lên Facebook với cái hashtag của chương trình ở đây là Sơn PS Nguyễn Tùng Sơn Clickbank 2019 hoặc là học Clickbank cùng Sơn PS, để khi mà Sơn bấm vào cái đường link hashtag này thì Sơn sẽ nhìn thấy được những bài post của anh em nha. Rồi, cái video này cũng đã 20 phút và quà tặng thì cũng đã tặng rồi. Video thì cũng đã chia sẻ rồi, thì anh em thấy video này có giá trị bấm vào nút like hoặc là comment đặt câu hỏi phía bên dưới video này. Đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh YouTube và bấm vào nút hình quả chuông ở kênh YouTube để nhận những video mới nhất trong thời gian tới nha anh em. Rồi, hẹn gặp lại anh em và tạm biệt, chúc anh em thành công rực rỡ. Rồi, bye bye.